Xin chào các bạn. Vòng loại World Cup 2002 khu vực Nam Mỹ tiếp tục diễn ra lượt đấu thứ năm. Trên sân nhà, Brazil tiếp tục có chiến thắng thứ năm liên tiếp trước Ecuador với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Brazil do công của Richardson và Neymar. Argentina gây thất vọng khi hòa trên sân nhà trước Chile với tỷ số 1. 1. Hai đội giàu truyền thống ở World Cup là Uruguay và Paraguay hòa nhau không bàn thắng. Peru trên sân nhà thất bại trước Colombia với tỷ số 0-3. Với ưu thế độ cao trên sân nhà, Bolivia có chiến thắng 3-1 trước Venezuela và đây là bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ năm tại khu vực Nam Mỹ. Sáu đội dẫn đầu là Brazil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia. Và bốn đội xếp sau cùng là Chile, Bolivia, Venezuela và Peru.